Nhà đẹp long lanh như mới luôn nha mấy bạn, dưới lắc xoay vàng chéo luôn. Đó, nhìn giùm em Citigen chạy hai cục pin, một cục hai cục 2A, một cục cho máy với một cục cho lắc xoay nha. Đó, nhìn giùm em ha, đầu tư luôn cái bàn xoay. Máy trim mai dân gia phòng luôn nha mấy bác, pin xịn luôn, tặng cho hai, tặng cho mấy bác cục hai cục Amazon Basic luôn. Pin này như chỉ có em đấu nguyên vô thì về dễ xài dễ ấy. Giờ đây có khóa lắc, đây bên đây là một cục pin của lắc xoay, đẹp lắm mấy bác, như mới vậy. Này dơ nha, đâu rồi, nhìn mấy bác nhìn không thấy đâu, nhưng mà em nhìn ngoài em thấy này dơ kiến chứ không phải là chạy. Ok, em cảm ơn mấy bác.